Xin chào mọi người nhá. Hôm nay thì Mạnh Phát có một tin vui và cho mọi người. Rất là nhiều các bạn là đang quan tâm đến cái mẫu 133 Pro Mạnh Phát nhưng mà phải là màu xanh GP. Thì Mạnh Phát thông báo mọi người một tin vui là phiên bản màu xanh GP đã chính thức có mặt tại Mạnh Phát nhá. Đây là phiên bản màu xanh GP này. Đây mình sẽ bóc tem khung cho mọi người xem. Đợi một tí nhá, anh kỹ thuật sẽ quay cho mọi người xem cái màu xanh này đi. Màu xanh này rất là đẹp. Đây, tem Mạnh Phát Pro đây. Đấy. Nói chung là cũng sốt ruột đúng không mọi người, sốt ruột hỏi màu xanh này rất là nhiều thì bây giờ Mạnh Phát mới làm được màu xanh này đây. Màu xanh này làm hơi khó. Đây anh ta sẽ quay một vòng cho mọi người xem. Đấy, xe rất là đẹp nhá, màu xanh GP, form nhựa mới hoàn toàn. Về mặt đầu đèn của xe thì chúng ta sẽ có hai loại đầu đèn nhá. Đấy mọi người chọn loại nào thôi giống nhau nhá. Đèn giống nhau. Đây là màu xanh rất là hot đây, mọi người hỏi rất là nhiều màu xanh này luôn. Màu xanh GP của Exciter nhé. Đây, đèn Mạnh Phát. Đây về đầu đèn thì nó sẽ có hai loại đầu đèn này nhé mọi người nhé. Đây. Đây, một là loại đèn lục giác, hai loại đèn này. Đèn này thì rất là sáng, đèn này thì nhìn nó lại hơi sang hơn một tẹo, nói chung là nghịch. Mọi người thích đèn nào, đèn này hầm hố hơn, đèn này thì lại sang hơn. Đấy, nói chung là tùy anh em thích đèn nào thôi. Đấy, anh em thích đèn nào thì anh em lấy đèn đấy. Có gì báo trước mình, đây màu xanh cũng có đèn đấy đây. Màu đen cũng vậy, cũng có hai loại đèn nha mọi người nhá. Có hai loại đèn, đấy, anh em thích đèn nào lấy đèn đấy thôi. Ok, mình quay lại về chất lượng và dịch vụ của xe này nhá. Xe thì được trang bị là vành nhôm. Đấy, càng nhôm, form nhựa mới rất là đẹp nhá. Đây, form nhựa mới này rất là đẹp. Đấy, nhiều người cũng hỏi Mạnh Phát là cái xe này sạc ở đâu. Thì đây, sạc ở đây. Mọi người không để ý, không khó nhìn thấy chỗ sạc đâu. Đây, sạc ở đây. Ok nhá, sạc ở đây. Con này được trang bị giảm sóc, cũng là giảm sóc xịn hơn bình thường nhá mọi người nhá. Giảm xịn hơn xe Superlet. Đấy. Đít con này rất là đẹp, tay sách rất là chắc chắn, tay sách bằng nhôm. Tay sách thì cũng có hai loại, một loại tay sách này và loại tay sách nhọn. Thì nói chung cái này không quan trọng, đều là nhôm cả. Nó form thôi, nó do cái khuôn bên trong này mọi người này. Đấy. Đây, đít nhọn xi nhan con này rất là đẹp nhá. Đây. Cho mọi người xem xi nhan này. Đèn con này rất là đẹp. Đấy, đèn rất là đẹp, đèn hình chữ V. Đấy, xe này thì rất là thích. Đây mình sẽ thử cho mọi người xem cái giảm sóc sau này. Đấy, giảm sóc rất là êm. Đây giảm sóc trước này, anh cứ đặt quay cho mọi người xem. Đấy. Này, phá xe luôn này. Đấy. Đấy, giảm sóc cho mọi người xem luôn. Rất là ngon, nói chung là xe rất là chắc chắn. Xe có cả khóa từ nhá. Khi mọi người mua xe thì sẽ được tặng kèm bạt xe không cần chìa khóa này. Khi mọi người mua xe thì mọi người sẽ được tặng kèm mũ bảo hiểm sạc nhá. Khóa từ đầy đủ hết này. Đây mình sẽ đi thử và trải nghiệm chiếc xe cho mọi người xem. Nói chung là cái dòng xe này thì Mạnh Phát nói quá nhiều rồi nên là để một video giới thiệu cho mọi người thì nó cũng hơi nhàm thôi. Hôm nay mục đích là mọi người là Mạnh Phát thông báo cho mọi người biết là dòng này mình có thêm cái màu xanh này. Màu xanh với màu đen. Đấy, màu đỏ thì ít mọi người mua, ít mọi người hỏi. Chủ yếu là mọi người hay hỏi màu xanh với màu đen. Thì đây, đây là chính là màu xanh GP. Đúng không ạ? Màu xanh này thì rất là hot hit rồi. Ai cũng thích cái màu xanh này. Đấy. Một trong những bản rất là đẹp. Xe này thì vẫn vậy nha mọi người nha. Màu này vẫn vậy thôi. Màu này sẽ có giá là 8.500.000. Bao ship toàn quốc nha mọi người nhá. 8.500.000 bao ship toàn quốc, nói chung là giống như màu khác, không đắt hơn. Nếu mà chúng ta mua Exciter màu này là đắt hơn đấy. Nhưng mà mua xe của Mạnh Phát là bằng giá nha mọi người nhá. Mua xe của Mạnh Phát là bằng giá. Mình nhắc lại này, xe này là chạy động cơ là 500W. Bình ắc quy là 48V 12A. Cho quãng đường chạy là 40 đến 50 cây một lần sạc. Tốc độ tối đa của xe này khoảng 35 đến 38 cây một giờ nha mọi người nhá. 35 đến 38 cây một giờ. Xe chạy êm, mượt. Chắc chắn xe này có thể đèo hai người thoải mái nhé. Đèo hai người thoải mái luôn. Xi nhan này. Đấy. Đèn này cũng màu xanh cùng với màu xe luôn. Nên là rất là đẹp. Đấy, số điện thoại của mình là 085-993-1111 nhé. Mình nhắc lại này. 085-993-1111. Đấy. Anh em điều kiện để mua xe là anh em sẽ đặt cọc trước 1 triệu. Nhận xe thanh toán nộp qua Viettel Post nhé. Hôm nay rất là trùng hợp. Mình giới thiệu xe màu xanh. Mình cũng mặc áo màu xanh luôn. Đấy mọi người nhớ nhá, đặt cọc trước 1 triệu qua Viettel rồi nhận xe thanh toán nốt. Đây cửa hàng của mình thì chắc là anh em không phải lo lắng sợ mất 1 triệu rồi đúng không ạ?
Có gì anh em nhấc máy vào luôn cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.